Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Bây giờ chúng ta bỏ số 4 vào đây, vào đây và vào đây. Căn bậc 2 của 4 trừ 2 chúng ta có số 0. F4 chúng ta có số 5, 5 bình phương là 25. F4 chúng ta có số 5, như vậy 25 cộng 5 là 30, 30 trừ 30 là số 0. Như vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ có 0 chia cho 0. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng L'Hôpital. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ đạo hàm cho tử và mẫu. Đạo hàm của fx bình phương chúng ta sẽ có 2fx nhân cho f(x). Đạo hàm của fx là f(x). Đạo hàm của số 30 là hằng số chúng ta có số 0. Tiếp tục, đạo hàm của căn x là 1 chia cho 2 căn x. Còn số 2 là hằng số chúng ta có số 0. Bây giờ chúng ta bỏ số 4 vào đây, đây và đây. Thì chúng ta thấy rằng F4 thì chúng ta có số 5. F4 chúng ta có số 2. Và bây giờ chúng ta chỉ cần bấm máy tính thôi, ra kết quả cuối cùng. Đó chính là số 48. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.